Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Trước khi đến với đấu trường Liên Quân chuyên nghiệp thì lúc đó mình cũng chỉ là một nhân viên phục vụ ở một quán cà phê. Khi mà được lời mời thi đấu chuyên nghiệp thì mình nghĩ đơn giản đây chỉ là một cơ hội để mình kiếm thêm thu nhập và phụ giúp gia đình cho mình. Và bản thân thì cũng có khá là nhiều kinh nghiệm trong tựa game MOBA. Chính vì thế mà mình được PFman giao cho vị trí support để mang lại những thông tin quan trọng cho Game TV hồi đó. Nó như là một cái duyên để mình gắn bó với vị trí trợ thủ cho đến bây giờ. Mọi người thường nghĩ vị trí trợ thủ chơi khá là dễ, nhưng đối với mình thì không. Chơi tốt vị trí trợ thủ là một điều không hề đơn giản. Để làm tốt vị trí trợ thủ thì mình nghĩ là cần rất là nhiều yếu tố. Ví dụ như là từ kỹ năng, bảo kê đồng đội hay là tư duy chiến thuật. Bên cạnh những yếu tố cơ bản thì người chơi còn phải biết nắm bắt thời cơ, tạo đột biến. Để làm được điều đó phải có một sự cảm nhận về game rất là tinh tế. Với tư cách là một đội trưởng của Team Flash thì mình cảm thấy Pui là một người cực kỳ nghiêm túc. Bên cạnh là một vai trò trợ thủ thì Pui đóng góp vai trò rất là quan trọng từ lối chơi đến ban pick của cả đội. Với sự nghiêm túc đấy của Pui thì đã vô tình giúp cho cả team một động lực để team không mắc quá nhiều sai lầm trong một trận đấu quan trọng. Chính sự năng nổ của Pui, sự tinh quái của Pui là một trong tiền đề để giúp cho team Flash có được lợi thế dần ở trận đấu. Và bạn đánh trợ thủ hãy nhìn cái cách mà Pui đang chơi trợ thủ. Khối lượng công việc của một người chơi trợ thủ trong một trận đấu thường gấp đôi so với những vị trí còn lại. Mọi người có thể nhìn thấy cái bàn thể hiện kỹ năng của người chơi đồng mid hay những pha cân 3, cân 4, thậm chí là 5 người. Còn ở trợ thủ, người ta chỉ có thể nhìn thấy những sự hy sinh thầm lặng mà thôi. Khi mà người đồng đội ADC làm người ta nhớ đến bằng những pha càng quét đối phương và tạo ra highlight thế giới, thì đối với tôi, Pui lại có cách tỏa sáng riêng của mình. Nếu mà có 3 từ mà để diễn tả về bản thân thì mình nghĩ đó là kẻ kiến tạo. Bản thân mình là một người cầu tiến và thành công với mình chưa bao giờ là đủ. Mình đã trải qua đủ thất bại để hiểu được rằng cái thành công là quý giá như thế nào. Và đây cũng là lý do khiến mình không ngừng cố gắng. Để mà nói về thất bại khó quên nhất thì chắc là thất bại tại vòng tuyển chọn SEA Games 30. Bọn mình đã chủ quan và để Mocha ZD lật ngược lại với tỷ số 4-3. Và bọn mình đã làm mất chiếc vé đến SEA Games 30. Flash đã đánh rất hay, thế độc tôn của họ đã không còn nữa. Đây là sự gục ngã của ADC, của Xuân Bách và cả Pui. Cả team đã ngồi nói chuyện với nhau để giải quyết những mâu thuẫn và hướng đến những mục tiêu mới. Cũng vì thế mà bọn mình đã có được nhiều chiến thắng liên tiếp và trở thành nhà vô địch như bây giờ. Mình không biết rằng sức mạnh những đối thủ mà chúng mình đánh bại đã từng thay đổi như thế nào. APL chính là một cơ hội tuyệt vời để kiểm chứng điều đó.